Rồi, hello anh em. Chào cả nhà. Như tiêu đề của video thì anh em thấy rồi đúng không? Thực ra là hôm trước mình đã làm cho anh em một cái talk show. Đấy chính là về Z, cũng là Z490 với Intel thế hệ thứ 10. Nhưng mà ở cái video đấy thì là chúng ta chưa hết NDA. Nhưng mà bây giờ thì là đã hết NDA rồi anh em ạ. Đây. Thế nên là bây giờ mình có thể show thoải mái cho anh em bom mạch chủ Z490 này. Thực ra là Intel thế hệ thứ 10 ấy thì là mình vẫn chưa được show đâu, nhưng mà với bom mạch chủ Z490 á thì là được rồi anh em ạ. Đây này. Đó, em thấy đẹp không? Đây. Đây là con Mini ATX mới và anh em thấy đẹp không? Đó, còn phía sau đây. Và đây là dòng bom mạch chủ cao cấp nhất từ Acer hiện tại, đây là bom mạch chủ Maximus Extreme. Đây là một trong những siêu phẩm của siêu phẩm. Con này thì chỉ xếp sau con Guardia của cũng là Extreme, nhưng mà Acer sẽ giới thiệu một cái bo mạch chủ sử dụng block nước cho dòng Extreme này. Và giá của sản phẩm này thì theo như mình nhìn qua, mình chưa biết là hàng công bố giá hay nào, nhưng mà mình dự kiến là khoảng 1.000 đô theo cái gọi đánh giá cá nhân của mình. Nhưng mà anh em ạ, có vẻ như là do mình học kiểu như là mình muốn giới thiệu Z490 cho em quá hay sao ấy, nhưng mà mình quên giới thiệu mất. Mình là Dũng Thính thì ai cũng biết rồi, còn bên cạnh mình đây là Sư Thầy thì chắc là ai cũng biết luôn. Mình giới thiệu lại luôn là mình là Tiến Sư Thầy, hiện tại là mình đang phụ trách kỹ thuật high-end cho nhà phân phối Bình Xuân. Thì chắc là một số người cũng biết mình rồi, thì thôi mình cứ giới thiệu lại. Đấy. Kênh của mình mà anh em không biết mình nữa thì thôi anh em cứ xem đi. Đó. Về Z, anh em thấy áo hồng mình đẹp không? Nãy có bạn comment áo hồng luôn. Cam mờ á. Nếu mà mờ thì có thể là do mạng. Chỉ có thể là do mạng. Chuẩn luôn. Bạn chỉnh lên 1080p là nét. Rồi, quay trở lại với cả bom mạch chủ Z490 mới á, thì thực tế như mình thấy là Z490 mới thì nó được nâng cấp rất nhiều so với cả Z390. Có thể những hãng khác thì mình không biết, nhưng mà với Asus thì mình đúng là thấy Z490 nó là một cải tiến thực sự vượt bậc so với cả Z390. Ngày xưa Z390 như nào thì chắc là mình không cần phải nói lại, đúng không? Thì các bạn cũng đã tự biết rồi. Thì bây giờ Z490 nó quá tốt đi. Thực tế là Asus đã cố gắng làm lại bo mạch chủ của mình thật tốt từ dòng X570, và bây giờ Asus cũng gần như là bê nguyên. Thực ra là không hẳn là bê nguyên, nhưng mà tất cả những công nghệ gì ở trên X570 có thì trên Z490 chắc chắn sẽ có. Rồi thực ra là Asus cho mình mượn CPU này, cho mình mượn main, thế nên là mình phải cho 5 phút, phút làm gì đến 30 giây để cho quảng cáo. Phải 30 giây để cho quảng cáo, bởi vì mình mượn con 10.000 ở ngay bên cạnh đây các bạn này. Màn test của nó đây này. Bây giờ sẽ là 30 giây để cho quảng cáo. Và khi mà các bạn mua bo mạch chủ Asus ROG Strix thì không, thực ra không phải là ROG Strix, mà là khi anh em mua tất cả bo mạch chủ Z490 mới của Asus thì anh em sẽ tặng quà đó. Với những con thì như là để nhớ lại quảng cáo. Maximus thì sẽ tặng vali, đúng rồi, và những dòng dưới Maximus thì sẽ tặng áo đấy. Biết là đây là những chiếc áo khi mà các bạn mua những dòng bộ mạch chủ dưới dòng Maximus, chẳng hạn ROG Strix hoặc là Wire, thì các bạn sẽ được tặng chiếc áo khoác này hoặc là áo giúp mình và giúp mình mặc. Đấy, và nếu mà các bạn mua dòng Maximus từ dòng Hero AF hoặc đấy trở lên thì các bạn sẽ được tặng vali, vali rất là xịn sò. Còn nếu không, các bạn sẽ tặng áo, khẩu trang, đấy, anh em mặc vào thấy Asus xịn rồi. Đó, bây giờ rồi hết 30 giây cho quảng cáo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào chuyên môn này. Đó. Rồi, mình phải quay trở lại nhìn comment của anh em. Mic va. Echo. À, mình biết tại sao vang rồi. Mình biết rồi, chắc là lúc nãy nó do bị lọc mic. Đó. Rồi. Hết rồi. Đấy. Ok. Bây giờ nhá, thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả Z490. Thì như anh em đã biết, không, thực ra là hôm trước mình làm talk show mình có nói với anh em rồi, đấy chính là với thế hệ Intel mới này, đấy chính là Intel thế hệ 10 ấy, thì về bản chất nó vẫn sử dụng chung một tiến trình với cả thế hệ thứ 9. Nó vẫn là 14 nanomet, nó gần như không được cải tiến quá là nhiều về những cái bên trong. Thế nên là nó tốn điện là điều đương nhiên thôi. Ví dụ nhé, AMD ngày xưa 14 nanomet này xuống 12 nanomet, đấy, nó cắt giảm đi được tí. Xong rồi từ 12 nanomet xuống 7 nanomet, đấy, nó lại cắt giảm đi một khúc rất là nhiều. Nhưng mà với Intel thì ngày xưa đến giờ chúng ta vẫn cứ 14, 14, 14.
À, thế nên là nó sẽ đốt rất rất là nhiều điện. Cái này là mình khẳng định với các bạn luôn, nó sẽ đốt rất là nhiều điện. Và việc nó đốt nhiều điện nó sẽ đồng nghĩa với một việc là cái bo mạch chủ của bạn cũng sẽ phải cấp cho nó một lượng điện tương đương. Thế nên là với những cái bo mạch chủ, kể cả như là một con ITX như thế này thôi, một con bo mạch chủ rất là bé, ngày xưa anh em nhìn vào bo mạch chủ ITX, anh em thường sẽ thấy phần dàn phây của nó chắc khoảng 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái. Đấy, thường thường nó chỉ quay quanh cái tầm đấy thôi. Nhưng mà bây giờ anh em nhìn ví dụ như là một con ITX của ASUS này đi, thì em có thể là sẽ hơi khó nhìn, nhưng mà ở đây mình sẽ đã đếm sẵn trước anh em rồi. Với một con ITX của ASUS như này nó có tận là 10 phây. Đó, và nó sẽ chạy ở đây là đây, con này cái này là 6 7 8 9 10 10 nhưng mà 10, nhưng mà thiết lập của nó như nào thì cái này mình chưa xem controller. Con này thì là như mình mở ra xem ấy, thì nó sử dụng power step là TDA 21462. Công suất của một con power step này là 60A. Tức là nếu mà mình chưa tính cái vấn đề về liên quan đến chu pha hay là virtua pha thì các bạn cứ nhân 10 lên nhân 60 thì cái mạch VRM này nó cấp khoảng 600A theo lý thuyết. Thì như vậy là nó đủ sức, thậm chí là thừa thải cân với các cái vi xử lý của TDBK. Đó. Có nghĩa là chỉ cần các bạn nhìn vào cái bo mạch chủ dòng ITX thôi, ITX mà nó đã như thế này rồi thì các bạn phải hiểu là Intel thế hệ thứ 10 nó vẫn đốt rất là nhiều điện. Thế hệ thứ 9 là nó đã đốt nhiều rồi, nhưng mà thế hệ thứ 10 thì nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Đây là dòng ITX này, nó đã như này. Thì bây giờ sang cái con Extreme, con dòng cao nhất mà anh Tiến đang cầm ấy, thì anh em có thể thấy là nó mà nhiều phẩy không? Là nó thiết kế rất là, mình có thể gọi là bá đạo. Thực sự là cái thiết kế này, nếu như những ai mà đã cầm trên tay hoặc là xem những cái dòng bo mạch chủ cao cấp từ AMD, chẳng hạn như dòng TRX 40 Alpha hay là Zenith Extreme ấy, thì mọi người đều thấy được cái sự tương đồng từ thiết kế của bo mạch chủ Maximus Extreme trên Z490 này tương tự với các dòng TRX 40. Tuy nhiên thì tại sao thiết kế mạch VRM của các dòng Z490 nó lại khác và lại thậm chí là tốt hơn rất nhiều, và mình cho rằng đôi lúc nó là thừa thải hoặc là phô diễn sức mạnh công nghệ từ các hãng bo mạch chủ. Nhưng mà tại sao các hãng lại bo mạch chủ lại làm điều như vậy, thì chúng ta hãy cùng đi sâu thêm một chút là vì về sự thay đổi của các cái dòng vi xử lý Comet S lần này, cũng như là cái socket LGA 1200 trên các cái trên dòng Gen 10. Nếu mà ngày xưa con Z390 dòng, kể cả là dòng ASUS Maximus 11 Extreme đúng không? Con Z390 á, thì con đấy ngày xưa mình nhớ không nhầm là 10 phây đúng không? Đó, thì thực tế nó không phải là con số nó quá là nhiều. Nhưng mà với thế hệ Z490 hiện tại nhá, thì anh em có nhớ là đợt trước mình có làm cho anh em một cái video mình đánh giá con X299 Rampage 6 Extreme Omega đúng rồi. Đó, dàn phây con đấy như nào? Thì dàn phây con này nó như thế. Con X299 Omega nó là một con bo mạch chủ có một dàn phây, theo mình đánh giá nó là một trong những con bo mạch chủ X299 gần như là chất nhất hiện nay rồi, và nó rất đáng để anh em mua về và sau đó ép xung con 1980XE nếu mà các bạn có đủ tiền để đầu tư vào tản nhiệt đó. Nhưng rồi thì với con Z490 này nó y xì đúc như vậy, nó thực ra nó y xì đúc thì nó không đúng lắm, nhưng mà về cơ bản á thì nó cũng là một con 19110. Thì anh em có thể thấy là anyway, có thể là con 10 thế thứ 10 nó sẽ đốt rất là nhiều điện, nhưng mà bo mạch chủ nó vẫn sẽ cấp đủ cho anh em thôi. Nói thêm một chút thì chút nữa mình với Dũng sẽ đi sâu phân tích một số bo mạch chủ của ASUS. Thì như mình vừa nói là lý do tại sao mà một số dòng bo mạch chủ từ cấp thấp cho đến cấp cao của từ các hãng như ASUS, GIA, MSI hay ASRock đều thay đổi cụm mạch VRM và những cái tính năng khác, thì chúng ta cần đi sâu lại và là dòng Intel thế hệ thứ 10 này có sự thay đổi nào nhất định để mà các hãng bo mạch chủ buộc lòng phải làm như vậy. Thì trước tiên thì mình cũng xin phép được gợi mở vấn đề là, như mọi người đều biết là cách đây ngày hôm qua thì là có một số thông tin là được Intel công bố cái mức giá cũng như là thông số kỹ thuật chi tiết của dòng Intel thế hệ thứ 10. Trong đó thì mọi người lưu ý một điều là mức xung nhịp lên rất là cao. Trong đó dòng 10900K thì nó sẽ hỗ trợ mức xung nhịp là 5.3 GHz. Tức là cao hơn mức mặc định so với dòng 999K là rất là nhiều. Và cái 5.3 GHz này sẽ hỗ trợ cái công nghệ mới là Velocity Boost. Ngoài cái tính năng Turbo Boost Max 3.0 ra ở trên dòng Z490 này, thì ngoài còn có một tính năng là Velocity Boost để
cho mức trung nhập lên 4.3. Như em thấy cái Velocity Boost này này của Intel á, nó thực ra nói so sánh của Intel với cả AMD thì cũng không hay. Nhưng mà thực tế là cái POB ấy, cái Precision Boost Overdrive của AMD như nào thì cái Velocity Boost của Intel nó y xì đúc như vậy. Đúng y chang như vậy. Và nó dựa vào thiết kế nhiệt. Đấy. Thiết kế nhiệt và mạch VRM trên bo mạch chủ cộng với lại cái việc hàng sản xuất người ta sẽ viết BIOS như thế nào làm sao cho tận dụng được cái công nghệ như vậy. Tức là không phải bo mạch chủ nào, không phải đúng tán rồi. Nhiệt nào nó cũng có thể lên đến mức như vậy. Mà nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đấy. À, và nó phải tự nhìn được là cái CPU nó có ổn hay là không này. Nó phải tự nhìn là cái bo mạch chủ nó có tốt không này. Nó tự nhìn là cái tản nhiệt của bạn có đáp ứng được hay không. Và lúc đấy nó sẽ tự đẩy xung nhịp lên được bạn. Và thế các bạn mới thấy là con 10.900K nó có xung nhịp đến tận là 5GB. Một con số thực sự là không tưởng. Ngày xưa anh em mua con 9.900K về, anh em chỉ mong là ép xung nó on core khoảng tầm 5GB để chạy daily. Nhưng mà thực sự cái đấy nó vẫn rất là khó. Bây giờ với một con 10.900K anh em có thể boot đơn nhân nó lên tận là 5GB thì nó đúng là một con số thực sự là không tưởng. Cách đây 6 năm thì nếu mà những ai là thành viên của VOZ thì sẽ có một cái trong cái F6 tức là overclocking ấy, thì sẽ có một cái thread nữa là câu lạc bộ 5GHz. Tức là những ai mà ép xung lên 5GHz thì sẽ sâu cái hàng của mình ở đấy. Vì mình nghĩ là 6 năm, mình nghĩ là cái công nghệ nó thay đổi quá nhiều. 6 năm chúng ta không cần làm bất kỳ điều gì cả. Chỉ cần mua một cái linh kiện, một cái bộ, một hệ thống mà có tối ưu nhất, chúng ta có thể đạt được 5GHz. Hoặc 4 năm trước khi mà mình ép xung i7-7700K lên 5.1 với lại tản nhiệt khí thôi, mình cũng đã cảm thấy là rất khó. Nó khủng và khó để đòi hỏi là cũng kỹ năng rồi. Nhưng bây giờ các bạn thậm chí không cần phải làm gì. Như kiểu bây giờ mình lấy lại một cái ví dụ nó sẽ khá là buồn cười. Ví dụ như bây giờ là hệ từ 10 anh em đi so sánh với cả một hệ từ 6 đi. Thế từ 6 nó cũng là 14 nanomet đúng không? Và bây giờ hệ từ 10 nó cũng là 14 nanomet. Nhưng anh em thử nhìn lại đi, với con 6700K xung nhịp nó là khoảng bao nhiêu? Nó chỉ khoảng tầm đâu đó khoảng 4GB hoặc hơn 4GB một tí thôi. Và nếu mà anh em muốn OC con 6700K lên khoảng tầm 5GHz ví giống như là con 9900K thì nó thực sự là rất khó. Nó là rất khó ấy, bởi vì nó không phải là giới hạn là tản nhiệt nó vẫn tốt. Nhưng mà nó giới hạn rất là nhiều thứ, ví dụ như là bo mạch chủ nó không cấp được này. Bởi vì ngày xưa bo mạch chủ nó không tốt như giờ. Mà thực ra ngày xưa cũng có một số con thôi, nhưng mà đa phần bo mạch chủ ngày xưa nó không tốt như là bây giờ. Rồi cách thiết kế của Intel ở bên trong cấu trúc con CPU để làm sao nó có thể đẩy xung lên cao này. Đó, nó liên quan đến rất là nhiều thứ, thế nên là không phải việc Intel giữ 14 nanomet nó vẫn là cùi bắp như là ngày xưa, mà là Intel nó đang tối ưu hóa dần. Nhiều bây giờ em nhìn lại, nhìn sang gần nhất đây thôi, lúc nãy mình vừa nói đấy chính là việc anh em OC con 9900K lên khoảng tầm 5GB1, 5GB2 đã cực kỳ khó rồi. Bây giờ con 10.900K của anh em nó sẵn là 5GB3 thì anh em mua về dùng anh em chả cần phải làm gì luôn. Ngoài ra vấn đề thì như mọi người đều biết là tại sao rõ ràng là Intel, như các thông tin, nếu mọi người chịu khó đọc thông tin ấy, thì Intel đang có vấn đề với lại tiến trình 10 nanomet, dây chuyền 10 nanomet, cho nên là buộc lòng. Và khi mà đứng trước cái sự tấn công mạnh như vũ bão từ AMD thì AMD ra rất nhiều dòng, và đặc biệt là tháng 11 năm 2019 mọi người đều biết là Ryzen 9 3950X đã đưa ra 16x32 luồng và mức xung nhịp cũng khá là cao. Và Intel buộc lòng phải đưa ra một cái kế hoạch, một cái quân bài, quân át chủ bài. Và như ngày hôm nay chúng ta thấy là khi họ giới thiệu Intel thế hệ thứ 10, và đặc biệt là ở dòng này thì tất cả những dòng từ Core i3 cho đến Core i9 đều hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng. Đúng rồi. Đều mà đặc biệt là ở dòng Coffee Lake đổ về không hề thấy ở dòng Core i3, Core i5. Nhưng mọi người biết là 9700K thì chỉ là 8x8 luồng thôi. Nhưng đây ở dòng thế hệ thứ 10 này là 1070K chẳng hạn, nó là 8x16 luồng, hoặc là như các cái con CPU tương ứng. Và có một số tại sao mà, và mức xung nhịp của nó rất là cao, cao hơn so với lại tiền nhiệm. Thì mọi người tại sao mà Intel lại như vậy? Intel lại không làm cách nào khác mà lại đẩy xung nhịp lên cao và hỗ trợ thêm một số tính năng. Thì theo Intel, và thực tế mà những cái gì mà Intel đang làm hiện nay là họ cho biết là khoảng 60% các tựa game hiện tại vẫn hỗ trợ đơn luồng. Đúng rồi. Tận dụng tốt nhất là đơn luồng. Bởi vì ngay kể cả như là anh em nhìn thấy nhá, về đa phần game hiện tại nó vẫn hỗ trợ khoảng tầm 4 nhân đổ về. Đúng không? Hầu như, gần như luôn, phải nói đến tận 90% game hiện tại nó đều là từ 4 nhân đổ về. Sẽ có một số tựa game nó sẽ là hỗ trợ vào tầm 6 nhân, 8 nhân như kiểu Assassin's Creed Odyssey hay là như kiểu Call of Duty Warzone mới ra đây cũng đốt CPU rất là nhiều. Nhưng mà thực tế ấy, là các bạn cũng chỉ cần một con CPU 6 nhân thôi là nó đã có thể canon rồi. Thực sự nó là như vậy, thế nên là
Intel cũng không cần thiết việc phải đẩy một số lượng nhân lên quá là cao. Và ngay kể mình chưa tính, có thể là game nó là một cái gì đấy nó khá là nhẹ nhàng đi, nhưng mà kể cả khi các bạn làm việc nó cũng vậy, như các bạn dựng hình ở trong 3ds Max, hay là các bạn dựng hình ở trong Maya, các bạn dựng hình ở trong Cinema 4D, hay là anh em làm một cái gần gũi, rất gần gũi đấy chính là After Effects, thì nó cũng chỉ sử dụng 4 nhân đổ về. Thế nên là Intel họ không muốn hy sinh cái hiệu năng trong quá trình chúng ta làm cái project mà để đánh đổi đi, gọi là lấy đi một số lượng nhân lớn mà nó không để làm gì. Bởi vì chính Intel họ biết là với đối tượng khách hàng của họ, với những người đã làm việc một cách gọi là sao ta, chân chính à, cũng không phải, nhưng mà những người làm việc ở cái mức gọi là high end á, thì họ sẽ đấy hardcore, họ sẽ có một cái máy để làm việc và họ sẽ có một cái máy để xuất thành phẩm đó. Và Intel họ cũng có hai dòng CPU để làm những công việc như vậy, đấy chính là Intel Core i và Intel Xeon, hay là Intel Xeon, nói Việt hóa nó là Xeon á đó. Thì Intel nó biết như vậy, thế nên là thường các bạn nhìn vào CPU của Intel nó sẽ không có quá là nhiều nhân, mà xung nhịp của nó sẽ rất là cao. Và ngay kể cả khi các bạn dùng Intel cũng vậy, các bạn sẽ cảm nhận được là những tác vụ hàng ngày của bạn, những thao tác của bạn, kể cả khi các bạn lướt Face mà lướt một cái new feed nó quá là dài ấy, thì các bạn cũng cảm thấy là ở trên những hệ thống của Intel nó xử lý rất là tốt. Mình sẽ điểm qua lại một số thay đổi của dòng vi xử lý Intel thế hệ thứ 10 Comelec S này. Thì như mọi người biết là thứ nhất là mình nó sẽ sử dụng chipset Z490 và socket LGA1200. Trước khi đi vào các cái vấn đề về các cái thay đổi khác, thì mình giải thích tại sao rất nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao là Intel buộc lòng phải thay đổi socket thay vì LGA1151 lại trở thành LGA1200. Việc này liên quan đến về mặt kỹ thuật phân bổ chân socket trên main và liên quan đến băng thông truyền tải, cũng như là giảm áp lực cho cái số chân pin trên cả socket lẫn trên vi xử lý. Thì theo như cái socket của 1200 này mình nhìn, thì các cái số chân cấp cho DMI hay cho BG hay là cho memory vân vân thì nó không khác nhau, không thay đổi nhiều. Chỉ có thay đổi số VCC, tức là số chân cấp nguồn. Cái điều này thay đổi số chân cấp nguồn là để làm giảm áp lực số ampe lên vi xử lý cũng như là lên bo mạch chủ. Mọi người đều biết là vi xử lý thế hệ thứ 10 này thì mức xung nhịp rất là cao, cộng với lại là số nhân là lên đến 10 và 20 luồng, cộng với số megabyte cache là 320 cache là hình như 20 megabyte. Cái điều ấy và TDP của nó là 125W. Điều đó khiến cho Intel buộc phải thiết kế lại cái chân pin và socket mới nó ra đời. Thì với Intel á, nếu như đúng rồi, mình thấy rất là nhiều bạn thắc mắc đấy chính là tại sao với Intel nó vẫn là 14 nanomet mà. Nó vẫn là 14 nanomet, về mặt công nghệ nó vẫn là như vậy, tại sao Intel phải thay đổi một cái chân socket? Trong khi đó với AMD họ từ 14 nanomet xuống 12 này, xong từ 12 xuống 7 này, họ đâu có thay đổi socket đâu. Nhưng mà cái cách nhìn nhận vấn đề của Intel nó khác. Đúng là tao có thể Intel sẽ không cần thở socket, vẫn có thể cho bom chủ Z390 có thể chạy được với cả những cái main có thể chạy với cả Intel thế hệ 10, Z390 có thể chạy được với cả CPU thế hệ 10, nhưng mà nó sẽ không tối ưu, đúng không? Các bạn phải biết là Intel thế hệ 10 nó đốt nhiều điện hơn và nó cần cấp một lượng điện lớn hơn, và nó cần cấp một lượng điện lớn hơn đồng nghĩa với việc nó phải tỏa ra nhiều nhiệt hơn. Và lúc này cách làm của Intel nó rất là đơn giản: tăng số lượng chân socket lên. Họ không cần tăng cái chân tín hiệu thông tin mà họ sẽ tăng số lượng chân cấp điện. Lúc đấy số lượng chân cấp điện nhiều hơn, những chân khác sẽ được giảm tải. Lúc đấy con CPU của bạn sẽ rất rất là ổn định. Không phải là cứ việc các bạn sử dụng nặng thì bộ PC của các bạn sẽ mất đi sự ổn định, mà ngay từ trong thiết kế của cái bo máy chủ hay là trong thiết kế của cái CPU nó đã tạo ra cái sự ổn định cho các bạn rồi. Không phải tự nhiên mà Intel nó đổi socket. Intel nó luôn đổi socket bởi vì nó có lý do của nó đấy các bạn ạ. Không phải hút máu đâu, thật đấy. Tiếp tới thì mình sẽ đưa thêm một số thông tin về sự thay đổi của dòng vi xử lý thế hệ thứ 10. Thì trước tiên, sự thay đổi đầu tiên các bạn nhìn thấy là sử dụng chipset Z490 và socket mới LGA1200. Cái điều thứ hai đó là liên quan đến vấn đề bộ nhớ. Bộ nhớ sẽ hỗ trợ mặc định là native, là theo chuẩn, theo như đến mọi người cứ hiểu theo chuẩn JEDEC đi, thì là của dòng Core i3 cho đến dòng Core i9 thì là mặc định là 2933 MHz.
và dòng Pentium và dòng Celeron thì là sẽ là 2666 MHz, tức là cao hơn so với dòng cũ. Cái dòng thế hệ cũ chỉ là hai mắc mắc là 2666 MHz thôi. Đấy. Khi các bạn chạy với kể cả các bạn chạy có 9900K chạy với lại bo mạch chủ của dòng B hoặc dòng H thì mắc tối đa nó chỉ nhận là 2666 MHz. Thì nay nếu các bạn chạy với H470 hoặc B460 thì các bạn sẽ là mặc định là 2933 MHz đối với các dòng Core i, từ Core i3 trở lên Core i9. Có nghĩa là bây giờ các bạn không cần, ngày xưa việc các bạn muốn chạy cái bus RAM cao thì gần như là bắt buộc các bạn sẽ phải lựa chọn đấy chính là Z390 hoặc là Z370 các thứ đúng không? Thì bây giờ chỉ cần một cái bo máy chủ B460 thôi là nó đã hỗ trợ bus RAM cao cho các bạn rồi. Thực ra cái này là một động thái nó rất là dễ hiểu thôi, bởi vì mình không nhớ là các bạn đã từng xem một cái talk show trước đây của mình hay là chưa. Thì mình có một cái hình tam giác cho các bạn. Ở đây là xung nhịp CPU này, ở đây là xung nhịp của cache. Anh em nếu mà anh em thường thì anh em sẽ không để ý cái cache frequency. Nếu mà anh em sử dụng Intel XTU nhiều á thì anh em sẽ thấy có một cái là cache frequency, cái xung nhịp của bộ nhớ cache. Đó. Rồi ở trên này là xung nhịp của CPU và đây sẽ là xung nhịp của bộ nhớ RAM. Ba cái này tương đồng nhau, nó sẽ tạo ra một cái luồng chảy dữ liệu, nó sẽ là trơn tru và mượt mà nhất. Bây giờ Intel tăng xung nhịp của CPU mà không tăng cái bus RAM thì nó sẽ là bóp nghẽn dữ liệu. Cái này nó cũng giống như là hôm trước mình làm cho anh em một cái video về nghẽn cổ chai. Nghẽn cổ chai nó không đến từ việc CPU hay là card của bạn nó quá mạnh, mà nó đến là cái luồng dữ liệu của nó đang bị thắt ở đâu đấy. Và hôm đấy mình có test luôn cho các bạn, đấy chính là mình tăng bus RAM lên là cái GPU nó load nhiều hơn. Chỉ cần mình tăng bus RAM lên là GPU nó load nhiều hơn. Thế bây giờ Intel nó nhìn được cái điều như vậy. Thực ra nó nhìn được thấy lâu rồi, nhưng mà bây giờ nó mới làm thôi. Và nó tăng cái bus RAM của dòng B460 lên. Và lúc đấy các bạn chỉ cần sử dụng những con, ví dụ như là con Core i3 4x8 luồng, anh em cắm với cả RTX 2080, anh em quẩy quẩy game gọi là bét nhè chạy đôi đen luôn. Bên anh em nhớ nhá, bên nào mà nói nghẽn là cứ bảo sang giúp tính, giúp định đấm nhá. Tiếp tới thì là các dòng Core i3 hoặc là đến Core i9 thì sẽ có nhân đồ họ là UHD 630. Ừ, 730 ấy. 630 thôi. Các dòng Celeron là 610. Ngoài ra thì Intel còn giới thiệu một cái phần mềm, tôi gọi là cải tiến cái phần mềm XTU mới. Thì trong đó cái XTU này thì mọi người sẽ có thể là tắt bật được cái công nghệ siêu phân luồng, tức là mình không thích dùng công nghệ siêu phân luồng thì mình tắt đi. Và sau đó mình có thể là khả năng ép xung được cái DMI hoặc BLG, cũng như là cái khả năng điều khiển điện áp cũng như mức xung nhịp khi mà các bạn ép xung. Đây là ba cái tiện ích thay đổi của từ XTU mà Intel cho phép. Ngoài ra thì còn có thêm một số công nghệ mới như là mình nhắc lại là Velocity Board này, rồi Intel Turbo Board Max 3.0 này, rồi tiếp tục nữa là sẽ hỗ trợ một cái chuẩn LAN mới i225V. Tức là bình thường như là nếu mà các cái chuẩn LAN ngày trước, nếu mà các cái bộ mạch chủ mà tuân theo tiêu chuẩn này thì sẽ hỗ trợ là LAN có băng thông lên đến 2.5 Gigabit/s. Đấy, cao hơn so với lại các cái loại bộ mạch chủ sử dụng 1 Gigabit/s. Các bộ mạch chủ thời điểm trước ngày xưa với cả Z390 hay thậm chí là anh em sử dụng ví dụ là X299 thì một ra bo mạch chủ rất là cao cấp, nhưng mà anh em cái cổng LAN của anh em nó chỉ dừng lại ở 1 Gigabit thôi, hoặc là nếu mà cái bo mạch chủ nào chơi hơn á, thì nó sẽ sử dụng một cái controller riêng và sau đó nó sẽ có một cái cổng LAN 10 Gig. Thì có nhiều bạn, thực ra ngày xưa mình cũng vậy thôi, đấy chính là mình có trong luôn có trong đầu một cái suy nghĩ, đấy chính là LAN 1 GB làm gì, LAN 10 GB làm gì, trong khi đó đường mạng của nhà mình cũng mấy chục mê đúng không? Chắc chắn là các bạn cũng đang có một cái suy nghĩ như mình đang nói bây giờ. Mạng bây giờ các bạn gói khoảng tầm 350.000 một tháng đi, nó là khoảng tầm 40 mê, 50 mê, megabit gì đấy. Nhưng mà tại sao cổng LAN nó lại cần đến một cái tốc độ nó cao đến như vậy? Thì đến khi mình làm việc một cách chuyên nghiệp và mình để ý thực sự thì mình mới thấy đấy chính là LAN tốc độ càng cao nó càng quan trọng. Ví dụ như là toàn bộ máy, hôm sau mình đã làm một cái video giới thiệu cái studio của mình cho các bạn. Toàn bộ máy ở trong studio của mình có vào khoảng tầm 6 đến 7 cái máy, nó kết nối vào cùng một cái LAN 1 Gigabit. Và lúc đấy tất cả các máy đều có thể trao đổi được dữ liệu với nhau, và tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Mình có thể copy file từ máy này sang máy khác mà tốc độ của nó chia ra tốc độ thực nhá là vào khoảng 100 MB một giây. Cái đấy là mình có thể copy được. Và nếu mà mình nâng cấp hệ thống của mình lên là LAN 2.5 GB, ví dụ như là của Z490, thì tốc độ thực mình có thể copy được vào khoảng hơn 200 MB một giây, thì đấy là một tốc độ cực kỳ cao. Mọi người cứ hay chạy NAT thì sẽ rất là cần những vấn đề này. Ngoài cái LAN trên
cống LAN ra thì dòng bo mạch dòng Z490 này nó cũng hỗ trợ là Intel Wireless này CNV mới nhất và đặc biệt là Intel AX201 hỗ trợ Wi-Fi 6 đấy. Wi-Fi 6 thì trên các bộ mạch chủ X570 này mọi người đã gặp rồi. Rồi hiện tại thì là dòng Z490 sẽ hỗ trợ và đặc biệt là cái tính năng nâng cao của dòng chipset Z490 mọi người nên nhớ một chút, đó là hỗ trợ up to 6 cổng USB 3.2/2. Đây là một cái tính năng thay đổi của từ chipset so với lại dòng Z390. Và đây là những cái đặc tả kỹ thuật cũng như là các cái thông tin về dòng vi xử lý Gen 10 mà khi mà mình với Dũng vừa trao đổi. Thì tiếp tới là mình với Dũng sẽ đi sâu vào việc mà phân tích cũng như là giới thiệu đến các cái dòng bộ mạch chủ Z490 đến từ Asus. Trước tiên khi mà đi sâu vào bộ mạch chủ các dòng bộ mạch chủ thì mình xin phép được giới thiệu lại là Asus mùa này là họ sẽ phân ra thành 5 dòng chủ đạo. Dòng cao cấp nhất là dòng ROG. ROG đây là Maximus như là dòng này này. Dòng thứ hai là ROG Strix. Là như mọi người đều biết là ROG Strix E Gaming hay F Gaming. Dòng thứ ba là Grimer. Dòng thứ tư là Tut Gaming và dòng thứ năm là dòng Pro Arc thì chưa về. Chưa về. Mình cũng đang rất là hóng con Pro Arc bởi vì từ trước đến nay mình thấy mấy con Pro Arc của Asus nó đều ngon nhưng mà bây giờ không biết là cái main Pro Arc nó sẽ ra sao thôi. Để trên tay mình đang cầm rất nhiều bộ mạch chủ Dũng cầm đây là dòng Primer chữ A mà Dũng đang cầm, tông màu trắng. Trông mọi người nhìn thấy đây con ROG Strix Z490 chữ A. Mọi người thấy có khác nhau nhiều không? Nếu mà nhìn qua chắc là rất là có khác nhau đâu. Thực ra là nếu mà nhìn qua hoặc cả lắp vào vỏ cây ấy, thì nó gọi là sao ta, nó đẹp như nhau. Nếu mà anh em build một cái cây hoàn toàn trắng ấy, thì sẽ rất là khó để nhìn thấy bởi vì dù sao nhá, cái phần ở đây đổ xuống này là cạc đoạn nó che rồi. Đúng rồi, che. Mà ở bên trên này nó đã rất là nhiều màu trắng rồi. Thì việc anh em chơi cây màu trắng ấy, thì anh em có thể mua con này để tiết kiệm chi phí. Nhưng mà nếu mà anh em muốn hiệu năng cao ấy, thì đương nhiên sẽ là ROG Strix rồi. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu qua cái dòng Maximus X12 này. Đây là dòng siêu phẩm của siêu phẩm. Thực ra đây là dòng dành cho, thứ nhất là dành cho những người mà làm việc hardcore. Cái thứ hai là dân chơi, tiền không thành vấn đề. Cái thứ ba là mình thích thì mình mua. Tại vì giá nó rất đắt, thậm chí nó còn giá tiền con này còn cao hơn mức lương của mình. Không tính mức thu nhập nhé, mình nói mức lương của mình thôi. Nhìn con này hơn nghìn đô căng lắm. Thì trước khi thực ra nó cũng không có nhiều thay đổi nhưng mà mình cũng cần phân tích chuyên sâu một chút là mọi người đều thấy là cái cụm hết sinh này so với lại cái dòng cho mình mượn con formula hoặc là con ấy. Đây. Mọi người nhìn nhá, con Extreme hay là con formula đều có một cái cụm hết sinh cho mạch VRM đây, như mọi người thấy đây này là hình chữ U. Lý do vì sao nó có hình chữ U? Thì như Dũng nó ngay từ đầu rồi. Vì xử lý khi mà tăng xung nhân nó lên, đốt nhiều điện lắm. Xung nhân nhịp lên nó đốt nhiều điện. Tuy nhiên là Intel cũng đã có cải tiến so với của dòng Gen 10 so với dòng Gen 9. Họ đưa thông tin là cái khuôn ở bên trong họ mài móng đi hơn và cái IHS bên ngoài thì được dài hơn. Thì như vậy là tăng cái khả năng truyền nhiệt và khiến cho vi xử lý có thể giải nhiệt nhanh hơn so với lại những cái vi xử lý thế hệ cũ, Coffee Lake chẳng hạn. Coffee Lake như mọi người biết là 9900K, một số người là khi mà ép xuống hoặc là kể cả dùng bình thường thì bình thường ấy cũng nóng. Vì sao? Thực ra là chiều nay mình ở đây thì như các bạn thấy là đang thiếu con túp đúng không? Z490 túp bởi vì con túp nó đang cắm để mình test con i9 ở bên này. Thì mình test thử xem là chạy con i9 ở trên con túp thì nó sẽ ra sao. Thì trong quá trình mình test thì mình nhận thấy một điều nha. Cái này mình chưa nói đến con túp mà mình mới chỉ nói đến con i9 thôi. Thì ngày xưa khi mà mình test con i9 9900K có thể là cái TDP của thực ra TDP của nó có 95W à. Nhưng mà khi mình chạy thì nó có thể ăn của mình lên đến là 200W trong quá trình mình render. Nhưng mà khi mà con i9 9900K nó cũng là ăn 200W nhưng mà nó lại cực kỳ nóng. Nhưng mà rồi mình chuyển qua con 10900, đây không phải con 10900K nhé, chỉ là con 10900 thôi. Thì con 10900K trong lúc mình render nó cũng ăn là 200W nhưng nó lại không nóng như là con 9900K. Lúc này các bạn có thể nói mình là chính là thì con 9900K cho nhịp cao hơn nè, rồi là con bla bla. Nhưng mà thực tế nó cùng ăn 200W, có nghĩa là công suất tỏa nhiệt của nó là như nhau. Nhiều nhân hơn chưa chắc nó đã là nóng hơn, mà anh em phải nhìn vào cái công suất tiêu thụ của nó. Công suất tiêu thụ của nó là 200W thì nó sẽ tỏa ra là 200W thôi. Nhưng mà con 10900 nó tỏa ra 200W nhưng nó lại rất là mát.
Nói rất mát thì không đúng, nhưng mà nó lại mát hơn con 9900K rất là nhiều. Thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao cũng là 14 nanomet? Tại sao cũng là Intel? Tại sao nó cũng ăn một lượng điện như vậy mà nó lại mát hơn? Thì lý do đến từ đâu? Đấy chính là lúc nãy anh Tiến đã có nói rồi. Đấy chính là trong quá trình sản xuất con CPU á, thì Intel họ đã thiết kế lại một tí. Họ không thiết kế lại con CPU mà họ thiết kế lại cơ cấu tản nhiệt con CPU. Như anh em để ý, thực tế nếu mà CPU thì nó sẽ chỉ là cái phần đế màu xanh xanh ở bên dưới thôi. Nhưng mà cái phần nắp ở bên trên á, nó là một cái nắp tản nhiệt. Thì Intel họ đã thiết kế lại cái nắp đấy, và cái nắp đấy họ gọi là ISS. ISS này Intel họ đã làm mỏng hơn rồi. Intel họ làm mỏng hơn rồi, có vẻ như là cái chất lượng cái kem tản nhiệt ở bên trong của cái ISS đấy, Intel nó họ cũng đã nâng cấp lên rồi. Lúc này con Intel thế thứ 10 nó thành ra nó lại mát hơn là thế thứ 9, mặc dù nó vẫn là 14 nanomet và xung nhịp của nó đã tăng. Rất hay đúng không? Thì như Dũng vừa nói là vì các cái vi xử lý mà như mình nói là 5.3 GHz nó cao ấy, thì thiết kế lại mạch VRM thì cái hình chữ U này, thực ra thì nếu mà bạn nào biết sâu về kỹ thuật thì sẽ khi mà mình bóc tách cái mạch này ra thì mình thấy là rất là khủng. Mọi người biết nguyên cái cụm này không? Mà nếu mà mình nói ra mọi người hơi bất ngờ, mình nhắm tính theo giá thị trường của các cái linh kiện cấu thành nên cái mạch VRM này, nó có giá trị khoảng 150 đô, tức là tương đương với một bo mạch chủ B460, một bo mạch chủ B450 cao cấp với giá thị trường hiện nay, tức là khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu cho một cái cục mạch VRM này thôi, chỉ tính riêng khu vực này. Để mọi người biết là tại sao một cái bo mạch chủ cao cấp nó lại có giá thành rất là đắt, vì nó cấu thành từ những cái nhiều linh kiện nó cao cấp, rất là đắt, cộng với lại là những cái tính năng mà những người dùng cao cấp người ta sẽ cần đến. Thì trước tiên đấy thì mình tại những cái tính năng mà cao cấp mình sẽ nói sau, mình sẽ đi sâu chi tiết vào mạch VRM này. Thì thiết kế mạch VRM của Maximus 12 Extreme này nó cực kỳ là khủng. Khủng vì sao? Vì nó sử dụng hai con controller điều khiển BWM là ASB1405i cho khu vực CPU Vcore và khu vực VCCSA, VCCIO. Ngoài ra còn có cụm mạch khu vực dành cho memory riêng biệt. Thì với những bạn nào có mình sẽ hiểu về chút kỹ thuật thì mình sẽ đi sâu thêm một chút nhé. Khi mình tháo cụm này ra thì mình thấy là 16 phase nguồn, nhưng mà thực tế thì Asus đã sử dụng là cái bộ điều khiển, thì bộ điều khiển này có thiết kế là cấu hình là 8+0, và Intel và Asus đã sử dụng thiết kế là tần công suất song song, tức là không sử dụng IC double để nhân đôi điện áp lên nữa, mà họ sẽ chia nhánh, chia gọi là chia tín hiệu trực tiếp từ cái tín hiệu từ cái bộ điều khiển sang cái power step. Và power step này giá cực kỳ đắt, nó là TDA21490 với công suất của nó lên đến 90A một con power step, thì 16 nhân với 90A thì lên ra khoảng là 1440A. Một cái có thể nói như nào nhỉ, cái sức mạnh của nó hỗ trợ với cái loại vi xử lý mà thế hệ thứ 10 nhân là quá là mối luôn, chạy quá bình thường. Kết hợp cùng với lại là layer, mọi người đều biết là cái mạch bo mạch chủ này càng nhiều layer thì càng thể hiện sự cao cấp, bởi vì chi phí sản xuất của một bo mạch chủ 8 layer hoặc thậm chí là 10 layer cực kỳ đắt. Layer càng nhiều thì diện có thể nói hiểu nôm na là nó giải nhiệt hoặc là hiệu năng điện áp, điện năng tiêu thụ như điện giải nhiệt nó sẽ tốt hơn. Mình cứ hiểu nôm na vậy. Và các cái thành phần đính kèm trên PCB này, trên cái layer này thì nó sẽ thoải mái hoạt động. Nếu mà một cái ví dụ một con power step mà chạy trên một cái bo mạch chủ khoảng 4 layer thì đảm bảo nó sẽ không ổn định. Đấy như trường hợp này, và cái cụm này đây mọi người đều thấy là chỉ U kéo dài đến BCH hết sinh, giải nhiệt rất là tốt. Mình chỉ cần lấy một cái ví dụ đơn giản về giá thành như này đấy nhá. Đấy chính là bây giờ anh em đi ra tiệm CNC, anh em cắt cho mình 3 cái cục như thế này hết bao nhiêu tiền? Đúng rồi, chính xác. Ngoài ra thì con này trong cái linh phụ kiện là nó có thêm một cái cạc Thunderbolt 3 mở rộng, thì cái này là dành cho các dân chơi mà đặc biệt ai mà hay sử dụng các công nghệ liên quan đến Thunderbolt 3 như là ai chơi map mid các thứ là rất là thích này. Ngoài ra thì con này còn có cái màn hình OLED đắt hiển thị các cái thông tin trực quan đây mọi người thấy, và LED là khu vực LED này, khu vực đây là hiển thị rất là đẹp. Mà nếu mọi người mà chạy được thì cầm trên bo mạch chủ này ấy, mà chạy mới thấy cái độ ảo diệu của nó. Và trên đây là hai đầu cấp nguồn 8+8 pin áp dụng công nghệ protocol của Asus.
mang lại cái gì là khi các bạn chạy CVT DB cao, khi cả ép xung hoặc là tái nặng, thì cái đầu cấp nguồn này nó sẽ giúp cho sự ổn định cao độ nhất cho một hệ thống. Về cái Thunderbolt 3 thì thực tế bây giờ với hôm trước cái buổi talk show trước mình đã làm cho anh em, thì chính là mình đã nói là với những cái bo mạch chủ mới này nó sẽ có một cái cổng Thunderbolt 3 header đây này, nó sẽ có một cái cổng Thunderbolt 3 header ở đây. Thì kể cả như một con bo mạch chủ rất là bình thường thôi, ví dụ là con Z490 Tube nó đã có cổng Thunderbolt 3 header rồi, thì nhiều bạn có thể nói mình laptop tao sẽ cần một cái cổng Thunderbolt 3, bởi vì ở trên laptop với cổng Thunderbolt 3 nó có thể làm được rất là nhiều việc, ví dụ như là xuất màn hình này, rồi là kết nối với cả card loại rời đó, đấy là ở trên laptop. Nhưng mà ở đối với PC chúng ta đã có được cái cổng PCI Express rất là đa năng rồi, thì việc gì phải dùng đến cổng Thunderbolt 3 nữa, thì thực tế là do các bạn chưa nhìn thấy cái độ hiệu quả của cổng Thunderbolt 3 thôi. Ví dụ như là với những cái đội làm phim nhá, mỗi lần đổ suộc phim của họ sẽ mất vào khoảng để mình lấy ví dụ như là một bộ phim điện ảnh đi, một bộ phim điện ảnh chiếu rạp do Việt Nam quay nhá, được quay bằng mấy con nhiều Arri các thứ á, thì nó sẽ hết vào khoảng từ 60 cho đến 80 terabyte cho một bộ phim. Tổng dung lượng của nó là vào khoảng từ 60 đến 80 terabyte. Thì anh em thử nghĩ đi, bây giờ mình cứ dùng cái cổng USB 3.0 hay là USB 3.1 Gen 2 thì nó cóp đến bao giờ mới xong, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta mới cần đến là cổng Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 nó có băng thông lên đến là 40GB. Thế nên là cái trong lúc mình cóp dữ liệu nó sẽ rất là nhanh, và nó nhanh rất nhiều, cái nó giúp mình tối ưu hóa cái hiệu quả cho công việc hơn. Anh em nghe con số khoảng tầm từ 60 đến 80 T là anh em biết nó nhiều đến mức nào rồi, đúng không? Ngoài ra thì hiện tại chiếc bo mạch chủ của Asus, mình nghĩ rằng là một số bạn sẽ thắc mắc là tại vì có thông tin là một số bo mạch chủ sẽ hỗ trợ cái PCI Gen 4. Thì cái điều này là mình giải thích luôn là hiện tại ở cái dòng Intel thế hệ thứ 10 Core S này thì sẽ không hỗ trợ PCI Gen 4.0, mà những cái tính năng ấy là sẽ dành cho tương lai. Khi mà thông tin là dòng thế hệ thứ 11 tức là Rocket S, Rocket Lake S sẽ ra mắt, và dòng này theo thông tin từ Intel là sẽ hỗ trợ PCI Gen 4.0. Có thể các bạn nghe thấy một điều này nó sẽ nghe nó khá là buồn cười, nhưng mà đúng thật, Z490 có PCI Express 4.0. Z490 có những cái bo mạch chủ Z490 này này có thể chạy được PCI Express 4.0, nhưng mà CPU nó không cho. CPU nó không cho, thế nên là chịu thôi. Nên một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao bo mạch chủ này hỗ trợ Gen 4 và bo mạch chủ này không hỗ trợ Gen 4. Thực ra đấy là các cái cổng nằm chờ, bởi vì là để mà chạy được ấy, CPU và chipset hỗ trợ, thì trên bo mạch chủ nó sẽ có 3 thành phần là bên trong từ CPU và chipset nhé. Thì bên cái thiết kế ở bo mạch chủ nó sẽ có một cái ICRE Install Driver và một cái con chip tạo xung của PCI Gen 4 để mà lái cái thành phần PCI Gen 4 cho tất cả các thành phần như là Vega hoặc là M2, và các cái bo mạch chủ như là Giga, Adrock hay mới đi mình chưa nắm thông tin, nhưng mà khả năng cũng có. Thì những cái bo mạch chủ đấy chỉ là chờ trong tương lai, mà vì điều đấy nó sẽ khiến cho giá thành của sản phẩm đội lên 100% là đội lên. Nhưng mà thực tế như em thấy PCI Express 4.0 ở thời điểm hiện tại nhá, nếu mà xét về tính hiệu quả thì nó mới chỉ dừng lại ở SSD thôi. Đúng rồi. Thậm chí là SSD anh thấy cũng chưa hiệu quả. Tại vì nhiều SSD PCI Gen 4 thì rõ ràng như mọi người đều biết ấy, thậm chí là nhiều được quảng cáo quảng bá rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng hiệu năng 4K vẫn là mức trung bình khá với nhiều loại Gen 4. Nghĩa là cái lượng đối tượng khách hàng mà cần đến cái PCI Express 4.0 rất nhỏ. Đúng. Với những ông coder làm việc với cả những file dung lượng nhỏ rất là nhiều, những cái file của ông đấy nó chỉ có dung lượng khoảng tầm vài KB, vài chục KB hay là vài trăm KB, thì cái tốc độ đấy giữa PCI Express 4.0 và 3.0 nó không khác biệt gì nhau, kể cả khi bạn so với cả PCI Express 2.0 nó cũng như vậy luôn. Thực ra thì nếu mà ai làm việc mà liên quan đến cái đọc ghi tuần tự ấy, thì chỉ có những ai cần đến đọc ghi tuần tự mới cần đến PCI Express 4.0. Về mình nói chi tiết luôn đó, đấy chính là những ông làm phim đó. Chỉ có những ông làm phim mới cần đến PCI Express 3.0 X4 mà thôi, bởi vì những cái suộc phim nó rất là nặng.
đơn giản như là một cái video của Amtech quay thôi. Một lần mình thu nó hết vào khoảng hơn 10GB đó. Xong mình làm màu xong nó lên vào khoảng 20GB. Thì chỉ gần như là chỉ có những ông làm phim mới cần đến những cái đấy thôi. Còn nếu không thì PCI Express 3.0 á, nó đã là quá đủ để các bạn sử dụng rồi. Còn việc cạc đồ họa thì gần như là nó không có ý nghĩa gì nhiều. Đây là bộ mạch chủ ROG Strix 40 Z490-A Strix. Như mọi người đều thấy cái cụm mạch VRM cũng rất là xịn sò. Sử dụng chốc microfile nổi tiếng đến từ Asus. Đây là một chốc cao cấp. Rồi tụ 10K. Và vẫn sử dụng power step đến từ Onsemi. Theo mình nhìn thì con này NCB30245. Con này có chỉ số ampe là 45 ampe. Và với thiết kế 246 mình thấy là giống 12 x 2 thì mọi người cứ nhân ra. 12 x với lại 45. 12 x 45 là vào khoảng 12 x 45 là vào khoảng hơn 540. Đấy đấy. Thì 540 thì mọi người nên nhớ là bên thực ra nếu mà so sánh giữa hai cái xử lý Intel và AMD thì nó hơi cập khiễng, nhưng mà mọi người nên nhớ là với một bộ mạch chủ mà sử dụng power step khoảng 500 ampere ở bên bộ mạch chủ AMD như Steelregion thì có thể chạy tốt với lại thậm chí là 3950X 16 x 32 luồng. Thì với bộ mạch chủ này có khả năng, theo mình đánh giá với thiết kế này, cũng có việc mà khiến các cái CPU 8 x 16 luồng của Intel là rất là ok. Thực tế đối với cá nhân mình thì đúng là cái bo mạch chủ X570 á, thì dàn VRM của X570 nó quá là khủng ấy, nhưng mà gần như là không có một con CPU nào của AMD có thể đẩy điện lên được khoảng 200W. Đấy là liên quan đến vấn đề thiết kế về bo mạch. Nhưng mà Intel lại khác nha. Intel nó lại khác. Một cái bo mạch chủ xịn là nó vắt gần như là kiệt quệ luôn. Nó đốt gần như bằng sạch, nó có thể cấp được bao nhiêu là nó đốt, cứ cấp được bao nhiêu là nó đốt. Và thực tế thì như mình sử dụng ở đây chỉ có một con 10.900 thường nhé, 10.900 thường nó đã đốt của mình trong lúc render là vào khoảng tầm gần 200W rồi. Trong khi đó TDP của nó là bao nhiêu? 65W. Ngoài ra thì mặc dù là các cái thông tin hỗ trợ bộ nhớ RAM native trên thế hệ thứ 10 là 29/3 thì các hãng sản xuất cũng đưa các công nghệ tối ưu của họ vào cho các cái bộ nhớ RAM. Thì với con ROG Strix Z490 Strix này thì nó vẫn hỗ trợ mức xung nhịp RAM rất là cao khi ép xung. Thì mọi người đều biết là Asus có một cái công nghệ là Optimum 3. Công nghệ rất là hay dành cho những cái bạn nào mà không biết quá nhiều về vấn đề ép xung hay gì ấy, thì chỉ có một chút thao tác nhỏ là có thể đẩy xung RAM lên là cao. Thì hiện phía bên tay trái của mình là cái hệ thống đang chạy với lại Intel 10900 ấy, chạy với lại Z490 Top Gaming. Thì chỉ cần một thao tác nhẹ thôi thì một cái cặp RAM LED LGB đang trên hệ thống là đang chạy với 4000 là mới xung nhịp là 4000 MHz. Đây là con mình vừa kéo ở trên con 10900, thì đây là con Adata XPG, con này là con Spectrix D80, đúng rồi. Đây là kit RAM mà có tản nhiệt nước ngày xưa các bạn hay thấy ở trên video ấy. Đó, đây là kit RAM này. Và cái xung nhịp mặc định, xung nhịp XMP của nó là 3600. Nhưng mà mình có thể kéo được nó lên là 4000 ở bên trên một cái bo mạch chủ Asus Tuf Z490. Mình có thể kéo nó lên được 4000 và nó dễ cũng không phải, nó không quá là khó. Với bộ mạch chủ AMD thì như mình có test nhanh với cặp RAM Abacer Nox RGB thì nó là mức xung nhịp ban đầu là 3000, nó dùng là 2 nick SDI. Thì mình kéo lên khoảng 4200 với lại tham minh là 18 21 58. Thì mình nghĩ rằng là dòng thế hệ thứ 10 này cái việc mà khiến xung RAM cũng rất là tốt, khi mà Intel đã có giới thiệu đến những mọi người là khả năng ép xung được mở rộng. Và đặc biệt là ở bộ mạch chủ Z490A Strix này vẫn có cái Thunderbolt header. Đây là tất cả các tính năng của dòng bộ mạch chủ Asus Z490 và Asus đều trang bị. Đây là một cái đặc tả kỹ thuật mọi người lưu ý. Ngoài ra thì các cái bộ mạch chủ dù cấp thấp cấp cao ấy, nó đều là ít nhất là 8x4 pin. Đối với Asus thì thấp nhất là theo mình thấy là kể cả con Tuf đây nó cũng là 8x4 pin, tức là nó đốt nhiều điện, tức là cái đầu cấp nguồn này để tăng tính ổn định khi nhưng mà nó đốt nhiều điện nhưng nó không nóng nhá. Mình phải nói đi nói lại đấy chính là nó đốt nhiều điện nhưng nó không nóng như là ngày xưa.
đời 9 nó đốt nhiều điện và nó nóng, nhưng mà bây giờ với đời 10 nó đốt nhiều điện nhưng mà nó nóng vừa vừa, nó mát thì cũng không phải, nhưng mà nó nóng vừa vừa, nó không nóng như ngày xưa. Đối với mình nhá, ở đây mình đang dùng con tản nhiệt là con Thermalright, con gì đó, con Thermalright Spirit, con Thermalright Spirit 140. Thì con này mình mua với giá là vào khoảng 1,2 triệu, và mình có thể kéo được con 10.900 thường ở mức TDP là 200W mà nhiệt của nó chỉ đâu đó khoảng tầm 80 độ, thì mình thấy đây là một mức hoàn toàn ok. Và anh em có thể sử dụng một số mẫu tản nhiệt nó phổ thông mà anh em có thể nhìn thấy rất là nhiều ngoài thị trường, ví dụ là con MA620P này, hay là nếu mà anh em đầu tư được một con Noctua thì nó quá là tốt rồi, nhưng mà chỉ cần một con Cooler Master MA620P thôi là nó có thể kéo được rất là tốt rồi, mặc dù đó nó là một con CPU 10 nhân mà xung nhịp nó rất là cao. Đây, mình đã tiến hành tháo dỡ bo mạch chủ Z490A chip gaming, và mọi người đều thấy là chipset Z490 trông nó rất là bé, nó không có nhiều thay đổi nhiều so với dòng Z390. Nó cũng vậy. Đây, mọi người nhìn thấy nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái bo mạch chủ ở dòng cấp, dòng ở tầm trung thì được Asus cũng hào phóng là trang bị 6 layer trở lên, và dòng cao cấp như con Xtreme là 10 layer ấy. Anh em biết cái hôm đợt cái đợt dịch này mình ở nhà mình làm gì không? Hôm có một mình nhớ có một hôm là mình up lên cho anh em một cái ảnh và mình có một đống men của ấy, rút có cả một cái núi men Z490 như này này. Xong này là mình bảo anh em là không test hết đống không test hết cái đống đấy là mình không được ăn cơm. Thì sau đó là mình đã có một thú vui tao nhã trong mùa dịch đấy, chính là mở hết cái đống phây này ra là mình đếm nhiều quá. Nếu mà các bạn có hỏi mình đấy chính là việc OC ở trên Intel thế hệ thứ 10 hay là OC ở trên dòng Z490 á, thì mình thấy là nếu mà các bạn đã muốn OC ở trên Intel thế hệ thứ 10 cũng như là ở trên dòng bo máy chủ Z490 thì nên đầu tư những con thật là khủng, còn những con vừa vừa, mình ví dụ kể cả như là con Strix này đi, ví dụ như là con Strix E này đi, nó đúng là giá nó, mình nghĩ là giá của nó sẽ cao đấy, không thấp đâu, nhưng mà các bạn cũng không nên OC ở trên những con bo mà chủ như vậy, hay là những con bo mà chủ như này, có thể là giá của nó sẽ cũng đối với nhiều người thì giá của nó sẽ cao, nhưng mà các bạn cũng không nên OC. Khi mà các bạn OC á, những cái bo mà chủ mà các bạn nên chọn á cũng không phải là con Hero, mà đây này, một là con Formula, hai là con Xtreme, và ba là cái bản nâng cấp của con Xtreme là nó có hệ thống tản nhiệt nước cho phần VRM này. Và thứ hai nữa đấy chính là khả năng điều khiển xung nhịp của nó tốt hơn rất là nhiều. Vì khi mà các bạn, khi cái xung nhịp mặc định của nó đã quá cao như vậy rồi á, thì thực tế là các bạn đã không cần phải OC nữa rồi. Nhưng nếu như các bạn vẫn muốn OC thì chỉ có dòng cao mới đáp ứng được cho các bạn thôi. Dòng thấp nó không bao giờ có thể đáp ứng được cho các bạn. Anh em nhớ cho mình nhá, nếu đã muốn OC hãy đầu tư thật nhiều tiền vào bo mạch chủ, chỉ có như vậy thôi. Thực ra thì với một người ngày trước là mình cũng là trong câu lạc bộ Epson Hà Nội, và cũng đã có từng thời gian là cũng ăn nằm với AMD và Intel rất nhiều, cũng từng có những cái mức xung đưa lên kỷ lục và đứng thứ hai, thứ ba ở Việt Nam này với hệ thống AMD. Thì mình góp ý thêm một chút là lựa chọn bo mạch chủ nào để ép xung thì tùy theo cái mức nhu cầu và tài chính của các bạn, và quan trọng nhất là cái vi xử lý cũng như tản nhiệt các bạn đang dùng là loại gì. Thưa các bạn dùng i3 i5 dòng K ví dụ như thế, thì các bạn sẽ lựa chọn một số dòng bo mạch chủ Z490A chip hoặc là Primer Tra. Tuy nhiên nếu các bạn sử dụng như dòng 8 nhân như là 10700K ấy, thì các bạn nên lựa chọn một bo mạch chủ như Dũng vừa nói. Lý do vì sao? Thứ nhất là nó mang lại độ ổn định cao. Cái thứ hai, nếu ai là thuần về kỹ thuật thì sẽ biết là BIOS. Đúng rồi. Được support cực kỳ chi tiết và kỹ càng, và được khi có sự cố rất là sẽ được support rất là nhanh. Nhưng mà trong cùng một phiên trong cùng một bo mạch chủ, nó chỉ cần khác phiên bản BIOS thôi thì hiệu năng nó là khác hoàn toàn. Và nếu các bạn có đủ khả năng thì các bạn sẽ nhận thấy được rằng là phiên bản BIOS nào tốt nhất. Và khi mà Intel Core S này mới ra, một số hãng đã gửi BIOS Jelly hoặc là BIOS Freak cho một số tester. Tại vì là đầu tiên là CPU đến, main đến, nhưng mà vẫn là cái BIOS mới được xuất xứ thôi. Sau đó các hãng lại test, cảm thấy là có lỗi fix, lại gửi một cái BIOS mới cho tester để tester kiểm tra lại xem. Và mình gặp những trường hợp là cùng một bo mạch chủ up lên BIOS B1.2 lại tốt hơn BIOS B1.5. Mới nhất chỉ chắc là tốt hơn. Mình thấy có bạn nói một câu mà thực ra là câu đấy mình cũng hóng bạn Minh Spytrit, thì Minh Spytrit
cái tên quen vậy, bạn đã xem Aptech từ những ngày đầu tiên mình vào đây làm rồi. Bạn có bảo đấy chứ là năm nay không có Maximus 12 Gen, đúng rồi, năm nay không có Gen. Thực ra mình rất thích con Gen bởi vì con Gen nó là size MATX ấy. Sau mình lắp vào cây nó kiểu nó không quá to nhưng mà nó vẫn có tính thẩm mỹ rất là tốt. Mình rất thích cái size MATX, nhưng mà năm nay thì lại khá là buồn đấy chứ là không có MATX mà chỉ có ATX và ITX. Thì các bạn nhìn nãy giờ ở đây toàn là ATX thôi, còn đây là một con ITX và không có con Gen. Con Gen thực tế nhé, con Gen nó có một cái hiệu năng cực kỳ tốt luôn. Con Gen là một con MATX có khả năng ép xung gần như là đỉnh nhất của ASUS rồi. Chắc là nó cũng chỉ đứng sau con Apex. Chắc là nó cũng chỉ đứng sau con Apex thôi. Và con Gen nó là một trong những con được mình đánh giá rất là cao. Nhưng mà năm nay nó lại không có bạn. Chưa có. Khả năng là xảy ra nhưng mà chưa có. Thấy sếp Cường bảo là chưa có. Anh em biết sếp Cường là ai không? Chắc là nhiều anh em biết đấy. Có bạn em xem câu hỏi đi. Nguyễn, bạn có bảo là không có EATX thì thực ra EATX nó chỉ dành cho server thôi. Đây. EATX đây. Thực ra là đối với đây là bộ mạch chủ Maximus, mình quên mất là chưa nói đây là bộ mạch chủ EATX. Như đối với cá nhân mình thấy nhá, bởi vì với dòng những dòng phổ thông ví dụ như là Z390, Z490 hay là dòng kể cả X299 thì nó không có quá nhiều tính năng đến cái mức mà phải nhồi đến là main EATX. Nhưng mà với những con mà như này thì phải có. Thực ra thì EATX thì bố trí nó liên quan đến form factor trên PCB thôi. Thì càng rộng thì nhà sản xuất người ta càng bố trí được nhiều linh kiện và nhiều công nghệ trên bên. Thì Maximus Extreme này sẽ là EATX, còn như Formula là sẽ là ATX thông thường thôi. Tuy nhiên thì bây giờ đến lượt là mình sẽ giới thiệu dòng Formula. Thì Formula thì thực sự rất nhiều người sẽ thích bởi vì nó cũng vừa tầm nhưng mà lại cũng không thiếu các tính năng ăn chơi. Con này thực ra không có gì nổi bật ngoài những cái công nghệ nổi bật thôi. Thì cái này là màn hình OLED thì là hiển thị các cái tính năng trực quan thì mình không nói làm chi, rồi LED này, rồi bên dưới là khe M2 các thứ thì mọi người đều biết. M2 thì hiện tại có ba cái khe này thì vẫn cứ chạy, là một khe là hai khe thì là X8 và ba khe là một X4, trong đó X4 là lấy len từ chipset ra, mình không nói làm chi. Thì cái mạch VRM của con Formula này cũng không khác Xtreme là bao. Nó chỉ khác về công suất của power stage. Power stage của con này là 70A, còn con kia là 90A. Thì 16 nhân với lại 70A là các bạn sẽ nhân lên ra là bao nhiêu là sẽ biết. Là 142, 1142 thì 1142. Đây là trên dòng Formula này ấy, thì thực ra thì là nó cũng thừa hưởng được các cái tiền nhiệm ngày trước rồi. Thì Formula thì cũng không khác gì những cái dòng như X570 Crosshair V8 Formula hay các cái dòng Maximus Formula này trước là sử dụng block nước, và Acer là hợp tác với lại EK tạo ra là một cái block mang tên Crotchy EK. Thì theo Acer thì thử nghiệm thì cái block này nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ quanh khu vực VRM này loanh quanh khoảng 50 độ. Và với cái mạch VRM khủng bố như thế này thì ở bên dưới này nó cũng có 4 phay cho VCC, IO, VCO, SA. Toàn bộ khu vực này thì nó sẽ dành cho CPU Veco thì rất là thừa thái. Anh em biết nãy giờ mình ngồi chờ nói gì không? Anh Tiến bảo là cái main đấy vừa tập, nhưng mà vừa tập với nhà giàu thôi. Đúng rồi, vừa tập với nhà giàu mà. Một khi các bạn đã mua con này, đã có nghĩ đến trong đầu là mình sẽ mua Formula Extreme thì lúc đấy tiền năng với các bạn sẽ không còn quan trọng nữa. Đó là sự thật. Bởi vì một con main khoảng 1.000 đô thì lúc đấy thì nó chỉ dành cho giới thượng lưu, chứ không phải dành cho những cái người mà xạo lìn như đấy. Đấy, kể cả như mình đây nhá, reviewer triệu đô nhá, chưa? Reviewer lương tháng 8 triệu. Thì mình cũng chỉ sử dụng là B365 và i7-9700 thôi anh em ạ. Đó, mình cũng không có tiền mà chơi mấy con này đâu. Ngoài ra thì mùa này thì Acer cũng hỗ trợ trên các cái bo mạch chủ của họ là thêm hai cổng LED ARB Gen 2, tức là LED 5V để hỗ trợ và tương thích đối với các cái hệ thống Ryzen mới nhất từ Acer, cũng như là tăng cái tính thẩm mỹ tốt nhất. Và cái hệ thống như mọi người biết là sẽ rất nhiều trường hợp đặt câu hỏi là tại sao tôi xin cái này, tôi xin cái kia không được. Thì ở cái thế hệ này thì Acer cũng đã khắc phục được rất nhiều lỗi và tăng cái tính tương thích cũng như cái mức độ thẩm mỹ lên cao hơn nhiều so với các cái tín đồ. Và các cái tín đồ mà yêu thích sự thẩm mỹ từ các cái hệ thống LED thì mình nghĩ rằng lựa chọn những cái bộ mạch chủ có nhiều cái LED
ARB đường 5V là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Đối với mình nhá, LED RGB nó mà ổn định mới là chuyện lạ, còn LED RGB mà lỗi là chuyện rất là bình thường. Thực ra nó liên quan đến giải pháp phần mềm, liên quan phần cứng mà. Bởi vì LED RGB nó liên quan rất là nhiều thứ, phần mềm này, phần cứng này, rồi là rất là nhiều thứ đi kèm. Ví dụ như là ok, có thể là những cái LED ở trên main này nó có thể rất là ổn định đi, nhưng mà những cái thiết bị bên ngoài các bạn cắm vào nó có ổn định hay không thì cái đấy chúng ta không thể nào mà chắc chắn được. Nên là LED đối mình, LED RGB nó ổn định nó là một cái mình thấy rất là lạ, nhưng mà nếu mà nó không ổn định thì nó là chuyện rất là bình thường. Rồi mình muốn nói thêm, nhưng mà nãy mình thấy một cái comment rất là hay nhưng mà nó trôi mất rồi, mình tìm lại không thấy nhưng mà mình vẫn nhớ. Đấy chính là của một bạn có comment, đấy chính là tại sao về cơ bản thì nó vẫn là 8+0, phase của nó vẫn về đây, ví dụ là con Formula hay là con Extreme thì về cơ bản phase của nó vẫn là 8+0, tại nó không sử dụng doubler nhưng mà tại sao nó lại là 16 phase? Thì cái này nếu mà nói là 16 phase thực thì nếu mà xét ở trên phương diện gọi là nghĩa đen đi thì đúng, nó là 16 phase mà. Rồi khi mà xét ở trên phương diện marketing thì cũng đúng, bởi vì nó là 16 phase mà, tao thiết kế nó là 16 phase. Nhưng mà khi các bạn nhìn ở trên phương diện kỹ thuật thì thực tế nó chỉ là 8 thôi. Bởi vì chẳng qua là đây, cách thiết kế của ASUS đấy chính là làm cho điện nó đi qua hai đường và nó sẽ giảm tải. Thực ra nó sẽ tăng ấy, nhưng mà cái lượng điện đi vào trong CPU thì nó vẫn là như vậy thôi. Thì và cái controller á, chẳng qua là ASUS họ đang đánh lừa cái controller thôi, và controller nó vẫn chỉ điều khiển là 8 đường điện. Bất các bạn nhìn vào, các bạn nhớ mình nhá, tất cả các bo mạch chủ hiện tại không có một con nào có thể quá được 8 phase thực theo ngôn ngữ kỹ thuật. Không, bên Gigabyte là 16 phase thực. Không, bởi vì cái controller ấy, ví dụ như là không, controller nó là 16 phase thực. Cái Gigabyte sử dụng 16 phase thực. Tuy nhiên thì mình cũng xin xin giải đáp về cái vấn đề về kỹ thuật một chút cho Dũng, tức là bộ mạch chủ sử dụng mọi người biết cái mạch VRM là gì, nó giống một cái đường bộ độ ổn định, bộ độ ổn định điện áp, tức là điện áp đi qua đầu này vào bên trong bộ mạch chủ thì nó sẽ là hạ áp thành xuống đường 1.1V hoặc thấp hơn hoặc tương tự thì để nuôi các cái bộ nhớ, nuôi các cái mạch bên trong. Thì cái mạch VRM nó có chức năng như vậy. Thì cái việc mà nhìn vào bộ mạch chủ là 16 pha hay 8 pha hay như nào ấy, thì trước tiên là có hai lý do. Đầu tiên là nhìn cái bộ điều khiển mỗi bộ điều khiển nó sẽ có cấu hình nó khác nhau, có tính năng nó khác nhau, và với một người kỹ thuật thì nó sẽ nhìn vào bô mạch đấy, nhìn vào cái bộ điều khiển, sau đó nhìn vào cái đường mạch thiết kế, và người ta sẽ biết được rằng con này là sử dụng bao nhiêu phase thực và bao nhiêu phase ảo. Như mình vừa nói ngay đầu buổi livestream ấy, thì ASUS người ta sẽ không sử dụng bộ nhân đôi điện áp. Bộ nhân đôi điện áp có một cái ưu điểm, tức là tăng tải, marketing và giảm chi phí. Tuy nhiên, dùng cái bộ nhân đôi điện áp, nó tăng cái độ trễ bên trong đầu vào, bên trong cái điện cấp của VRM, nó làm cho mọi người hiểu là gia tăng điện năng là nhiệt hơn. Thì cái việc mà ASUS nó tiến hành gọi là mình gọi là tầng công suất song song đi, nó sẽ giữ cái bộ điều khiển, nó sẽ chia tín hiệu là bao step. Mọi người nếu mà ai hiểu về kỹ thuật thì bao step nó sẽ bao gồm là gì, một low side MOSFET, một high side MOSFET và một con IC driver bên trong đấy, rồi gọi là bao step. Ngày trước thì Intel gọi là DR-MOD hay là MSI ấy, cũng đưa ra một cái chi gọi là tên marketing là DR-MOD. Thực ra nó nhét ba hai con, một con low side, một con high side, một con IC driver vào bên trong một cục để mà chia điều khiển tín hiệu bên trong. Và bay nhiệm vụ chính của con bộ điều khiển ấy, nó sẽ chia lại tín hiệu cho các cái power state, và một con bộ điều khiển có thể thậm chí chia hai hoặc ba. Và điều này là gì? Nó làm cho cái nhiễu cao tần thấp hơn, giảm chi phí tốt hơn và hiệu năng đáng kể. Và nên nhớ là tất cả những nhà sản xuất bô mạch chủ vẫn phải ưu tiên chi phí lên hàng đầu. Việc sử dụng 16 pha thực không có tác dụng lớn so với 8 pha thực, tức là nói mà không có tác dụng thì hơi sai, mà là hơn một chút, trong khi chi phí nó lên rất là cao. Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì cơ bản ấy, thường các bạn nếu mà nhìn vào đếm ấy thì ok, nó đúng một phần, nhưng mà các bạn phải nhìn vào cái controller ấy, bởi vì mỗi controller nó sẽ có một cái quy định về điều khiển khác nhau. Ví dụ như con ASP1405i của ASUS, cái cách điều khiển của nó đã ghi rõ ở trong datasheet rồi, nó ghi một là mày sẽ điều khiển 8+0, 2 là 7+1, 3 là 6+2. Đúng rồi. Đó,
Có nghĩa là mày chỉ được chạy theo những cái dạng như vậy thôi, quá là không được. Và tùy vào thiết kế của nhà sản xuất bo mạch chủ thì họ sẽ thấy cấu hình là 8+0 hay là 7+1 hay là 6+2. Thì ví dụ bên Intel thì ví dụ cùng con formula ở bên AMD, thì bên AMD X570 Crosshair formula nó cũng sử dụng cái bộ điều khiển tương tự như là Z490 Maximus 12 formula, tuy nhiên là cấu hình của X570 Crosshair V8 formula là 6+2. Trong khi đó Z490 formula thì lại sử dụng là 8+0. Thế là tùy vào thiết kế của nhà sản xuất bo mạch chủ như thế nào. Và mình đánh giá là bo mạch chủ Z490 Maximus 12 formula tốt hơn về VRM so với lại Crosshair V8 formula. Nhưng mà em đang có một cái suy nghĩ đấy, chính là em đang suy nghĩ là 16 phây để làm gì. À thì tất nhiên thì rất nhiều người đặt ra câu hỏi là 16 phây để làm gì. Tại vì là sợ, thứ nhất là vì sợ là gì? Asus đã từng bị đi vào sai lầm là mọi người đều biết là một bo mạch chủ gần 10 triệu mà chỉ sử dụng pha thực là 4+2. Điều ấy nó khiến cho là gì, chạy với các vi xử lý mà TDP cao nó nóng, nó khiến khi mọi người đều biết là nó lúc mà lên xung cao nhé, mạch nó nóng, nó không khiến được, nó khả năng đáp ứng nó không tốt. Thì bây giờ các nhà sản xuất là đi theo không dám đi service đồ nữa, cộng với lại việc là check với lại Intel. Đại thể là nó, ê Intel ơi, vì xử lý của bọn mày có nóng được không? Là tao sợ lắm. Đấy. Không, thực ra em đang phân vân ở đấy, đấy chính là giữa 16 phây mình sẽ chạy theo kiểu là 8 và 16 phây của nó là 16 phây thực, có nghĩa là 16+0 luôn á, chứ không phải là 8+0. Thì bởi vì mình học điện tử mà, thế nên là mình đang có một cái cực kỳ thắc mắc, để chứ là mình không hiểu tại sao Giga nó lại làm một con 16 phây thực để làm cái gì ấy. Về cơ bản CPU nó cũng chỉ đốt từng đấy điện, 8 phây là đã được rồi. Và 8 phây nó là quá nhiều, thế không phải là được rồi đâu, 8 phây nó là quá nhiều. 8+0 là một cái cơ chế cấp điện cho khoảng tầm 300W, nó đã là quá nhiều rồi. Thì làm 16 phây để làm cái gì? Trong khi đó, ví dụ như Asus làm ở đây, thì chính là nó sẽ từ một tín hiệu đi vào, nó sẽ tách ra làm hai tín hiệu con đó, và lúc đấy nó sẽ giảm được cái lượng nhiệt tỏa ra, và không cần thiết phải làm đến tận là 16 phây thực như vậy. Làm 16 phây thực cái controller nó rất là đắt. Nhưng đấy, mà cái nó lại liên quan đến vấn đề là về mặt kỹ thuật. Em thấy là dòng ví dụ như là X570 Extreme Outrun của Giga đúng không? Nó không sử dụng cái quạt chipset. Đâu? Nó kết nối luôn. Một cái heat sink, một cái heat sink chính mình kéo dọc dài từ BCH cho đến mạnh VRM. Thì cái việc mà pha thực ấy nó sẽ giúp làm cho cái độ cháy nó thấp hơn, cộng với lại là nếu mà ai mà sử dụng bộ double thì độ cháy nó cao hơn này, một nửa dòng điện nó lại bị giảm một nửa dòng điện cấp vào, thì vô hình chung là nó chạy nóng hơn, không ổn định. Thì cái việc mà sử dụng 16 pha thực bên ngoài là tính marketing ra, thể hiện rằng là tao là thằng đi tiên phong. Sếp Cường đưa xuống thì tí em còn có cái nói chung là về cái này thì hiệu quả thực tế thì là mọi người có thể search một cái bài review TRX 40 Alpha của Asus với lại TRX 40 MSI và Giga. Cho Giga cũng sử dụng pha thực nhưng mà hiệu quả lại không bằng TRX Alpha thì tại vì chúng ta đang xem xét về mặt kỹ thuật, nhưng cái quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống mà khi hoạt động ấy, không chỉ riêng VRM mà cách bố trí linh kiện khu vực xung quanh VRM và cách giải nhiệt, việc support của BIOS. Ví dụ như một cái BIOS mà mọi người đều biết là khi mà chạy vào Windows CPU nó báo 1.35V, nhưng mà một con chỉ chạy vào là 1.33V, hai cái đã khác nhau hoàn toàn. Đấy, cái em đang nhìn vào đây đấy chính là cái ý nghĩa thực tế của con cái 16 phây thực nó mang lại, nó chả có gì hết. Nó thực ra thì như anh nói rồi, 8 là đủ. Đúng rồi, 8 là đủ. Vâng, bởi vì kể cả như em học ở trên trường vậy, 8 nó là quá đủ cho một con CPU rồi. 8 là đủ đối với các CPU ở cho dòng laptop hiện đại. Chỉ có đến cái mức mà con V3275 là cái con mà con Xeon mà 28 nhân mà xung 5GB á, chỉ có đến con đấy là nó cần đến khoảng mười mấy phây thực. Cái đấy là chính xác. Nhưng mà với những con CPU hiện tại, ví dụ như là con kể cả là con 3950X này hay là con 10900K thì nó thực sự không cần thiết, bởi vì TDP của nó dùng căng lắm, làm gì đến quán 300W đâu, đúng không? Thì thực sự 16 mình vẫn đang chưa hiểu là Giga dùng cái con số đấy để làm gì. Đây là con 2TX của Asus mà mình nghĩ là Asus sẽ ra một con 2TX cũng xịn hơn.
Nhưng mà mình cảm nhận tay này thì đúng là mình thấy nó xịn hơn dòng Z390 nhiều thật. Từ cách thiết kế bộ mạch cho đến mạch VRM hay là cả cái cụm này mọi người nhìn thấy này. Hay nhìn thấy bên này này, cụm âm thanh này, bao nhiêu con tụ Nichicon này. Em lắp đặt trên một cái PCB màu nhỏ riêng. Nói chung là mình đánh giá là cái mùa Z490 này ai nhà nào cũng rất là đầu tư. Nhà nào sẽ là đầu tư và không phải không phải chỉ có Asus đâu. Với cái tín đồ ăn chắc mặc bền hoặc là đi theo hướng hiệu năng trên giá cả thì việc lựa chọn một bộ vi xử lý AMD cũng là một điều hợp lý. Tuy nhiên là với những tín đồ mà cần cái gọi là như thế nào là ổn định cao này, tôi không gặp những cái vấn đề về sự cố hoặc là không phải lên mạng để hỏi những cái liên quan đến về đặc tả kỹ thuật hay là thích hiệu năng thì kiểu dạng như là làm đồ họa hay gì là ABCXZ thì nói chung là Adobe hay các cái gói Adobe chẳng hạn thì mọi người sẽ lựa chọn các cái dòng bộ mạch chủ Z490 này. Mình nghĩ rằng là sự cạnh tranh, đặc biệt là khi mà thế hệ thứ 10 hỗ trợ công nghệ siêu vân luồng với siêu cao thì sự cạnh tranh ở tầm phân khúc tầm trung với lại gay gắt. Đúng rồi. Tầm cao nó là cái tầm cao với tầm cao gọi là ai có tiền thì là họ đã biết là mình sẽ mua cái gì rồi, thì có tầm trung là bắt đầu các bạn sẽ phân vân là không biết mua cái gì rồi. Bởi vì mình như mình thấy nhá, thường những bạn mà kiểu gọi là thường mà những người xem review nhiều nhất, gọi là sao ta, gọi là những người mà xem review để mua sản phẩm nhiều nhất, không phải là để các bạn xem để cho biết, mà các bạn sẽ xem để là mình nên mua cái gì á, thì thường các bạn sẽ quan tâm đến phân khúc tầm trung là nhiều nhất. Còn với cao cấp ấy, thì thường ấy là các bạn đã định hướng sẵn trong đầu rồi. Tao phải là Asus đúng không? Tao sẽ mua con Extreme. Tao phải Gigabyte đúng không? Đấy, tao sẽ mua con Arctic Ultimate. Đấy, kiểu các bạn đã định hướng sẵn trong đầu của mình đã là như vậy rồi. Câu hỏi nãy giờ mình thấy các bạn có đề cập đến vấn đề là nói main hơi nhiều. Đó, các bạn nói mình nói main hơi nhiều, thế nên là bây giờ mình sẽ chuyển qua CPU nhá. Thực tế mình không nói nhiều CPU là bởi vì mình cũng mới chỉ bắt đầu test con 10.900 từ trưa nay thôi. Thế nên là mình cũng CPU thì mình cũng nói ngay từ đầu rất là nhiều đấy. Đấy, nhưng mà tại vì là do bọn anh là do bọn mình ấy, thực ra vừa mới nhận CPU thôi. Thì phải có thời gian test từ đấy. Khả năng khiến điện áp ép xung cũng như là ép xung RAM. Thì sau khi ấy là bọn mình sẽ test thì còn phải chờ cả BIOS của hãng nữa, tại vì có những cái vấn đề mà khi bọn mình test nó sẽ rất là nhiều lỗi thì nó tỏi ra thì bọn mình sẽ feedback lại cho hãng. Cho nên là vì trong cái khuôn khổ này ngày hôm nay thì bọn mình chỉ nói những sự thay đổi của vi xử lý, tại vì bọn mình đã cầm được vi xử lý Core i3 hay gì đâu bọn mình chém gió được. Chỉ có duy nhất một con Zenbo mà mọi người nên bên nhớ là hàng Zenbo với hàng Zitel nó khác hoàn toàn. Cho nên bọn mình không thể có thể nói ra được những thứ mà bọn mình vừa mới test. Có những thứ nếu mà các bạn bảo là con 9900K hoặc là con AMD 3700X chạy như thế nào thì mình khẳng định là mình sẽ nói chứ các bạn hãy ưu điểm nhược điểm. Tuy nhiên là những dòng mới này thì mình chỉ nói là những công nghệ thay đổi. Mình mới bắt đầu test thì mình mới bắt đầu test thôi. Đấy, và với cả con 10900 thường này này, mình mà show điểm ban rồi là mình chỉ cần cho các bạn nhìn cái tên nó đang hiện trên màn hình ở đây ra phát là mình phạt luôn. Đặc biệt là cái việc mà hỗ trợ bộ nhớ RAM cao là cũng là một bước tiến lớn của Intel. Thì mọi người nếu mà những ai mà sành về kỹ thuật đấy thì hiện đại như là có anh Lê Duy Thanh thì mọi người đều biết đấy cũng là một trong những anh tay to về kiến thức hiểu về công nghệ. Thời điểm trước dòng Skylake ấy thì hầu như chỉ có 1% bộ mạch chủ chạy được dòng mức xung nhịp là RAM trên 4000. Thì mình thấy với như trải nghiệm của mình từ trước đến giờ nhá, vì ngày hôm nay mình khá là nhiều việc bởi vì mình làm rất là nhiều video rồi mình còn phải test cái này nữa, khá là nhiều việc, thế nên là trải nghiệm mình cũng ít thôi, nhưng mà mình cũng nhận thấy được một số điều mà nó đã cải tiến so với cả thế hệ 9 hơn rất là nhiều. Đấy chính là về mặt nhiệt độ. Về mặt hiệu năng thì mình chưa nói, bởi vì hiệu năng mình sẽ phải test thêm rất là nhiều nữa. Và về cơ bản nó tăng số lượng nhân, rồi nó có siêu phân luồng thì đương nhiên là nó sẽ mạnh hơn thôi. Nhưng mà cái mà nó làm mình ấn tượng nhất ở đây thì chính là về mặt nhiệt độ. Nhiệt độ của nó thực sự là nó đã giải quyết được vấn đề nhiệt độ của thế hệ 9 đi rất là nhiều. Con 9900K thực sự là nó là một con CPU mạnh, nhưng mà thứ làm cho các bạn gọi là phân vân khi mua con 9900K này chính là nó rất là nóng. Nhưng mà bây giờ mình dám khẳng định với các bạn đấy chính là con 10.900X, con 10.900K và con 10.900 thường. Mặc dù nó là 10 nhân đấy, mặc dù nó là xung nhịp cao đấy, nhưng nó sẽ không quá nóng như con 9.900K ngày xưa đâu. Con 10.900K thì mình nghĩ là nó cũng sẽ nóng tương đương con 9.900K thôi. Nhưng có một con CPU mình nghĩ rất đáng để các bạn chọn đấy chính là con 10.900 mình đang test ở đây. Mình thấy thực sự là nó vừa mát, nó vừa mạnh. Nói nó mát thì không đúng, nhưng mà nó không quá nóng, nhưng mà nó vẫn rất là mạnh. Thực ra thì là theo một cái ý nghĩ chủ quan từ Dũng thì là test con CPU hiện tại Dũng đang cảm thấy mát thì Dũng sẽ nói theo ý nghĩ chủ quan. Nhưng mà mình đã gặp rất nhiều trường hợp là hàng Zitel, hàng Zenbo gửi về mát lắm.
chạy Epson tốt lắm, đặc biệt là nếu mà mọi người đều biết được cái tín đồ phân khúc tầm thấp như ngày xưa, Intel giới thiệu con G3258 ấy lên 5GB rất là dễ dàng. À không, đúng là lên 5GB rất là dễ dàng, nhưng mà lúc mình về mình ép sung ấy, mình bóc ra 10 con thì cả 10 con không lên được 4GB 8. À đâu, không vậy, 2 con là 4GB 8, còn đâu là 4GB 9, và chạy rất là nóng. 2 con nó bị lên, tại sao là 4GB 8, vì sao nó bị gua ở mức như thế, nó không lên được nữa. À đúng rồi, con 10.900 của em đang chạy nó không lên được 5GB 2. Thì nó là bị gua, bị gua rồi. Cái em cũng cố nhồi nhét bao nhiêu, em có vào bo mạch chủ nào đấy nó vẫn vậy thôi, nó bị gua. Thuật ngữ này gọi là bị giới hạn, không thể lên được. Thì cho nên là khi mà chỉ chờ lúc mà CPU gì teo ra, vừa test được nhiều CPU hơn và nhiều người cùng test feedback, thì nó sẽ đưa ra một cái mẫu số chung. Và đặc biệt là mình chỉ nói đơn giản là gì, việc tăng mức xung nhịp lên 5.3 GHz với công nghệ Velocity Boost, cộng với lại tăng thêm số nhân là 2 so với 8 nhân của 9900K, thì ở trong channel band giờ 15 giờ 20 thì cái mức tăng so với lại dòng 1090K là tăng khoảng 30% về đa nhân. Đa nhân, còn đơn nhân thì khoảng 5% thôi. Đấy. Như mình thấy với cả con 10.900X hàng sample mình đang cầm ở đây này, thì mình thấy là theo thông tin của Intel nó báo cho mình á, là single core nó sẽ chạy được khoảng 5GB 2, nhưng mà mình mới chạy lên được tầm 5GB thôi. Nhưng mà cái hay của mình thấy đấy chính là đa nhân của nó vẫn đạt được xung nhịp rất là cao. Mình chạy con này 10 nhân nhá, mà nó vẫn có thể đạt được 4GB 6. Trong khi đó với con 10.900X là một con HDDT, xung nó chỉ tầm 4GB 5 thôi, nhưng mà con này xung 4GB 6, chạy cả 10 nhân đang render. Và có bạn nói là mình dùng toàn main khủng như thế này nó mát là đúng không? Mình đang chạy ở trên con TUF. Con TUF thì giá trị theo như mình nữa là nhìn vào, mình cứ nhìn vào bô mạch chủ thiết kế là mình biết giá thôi, chứ cần biết là giá tiền nhà phân phối hay hàng nó xếp bao nhiêu. Thì bô mạch chủ đấy có hơn 5 triệu đấy, chút mà nó chạy được với lại 10.900 full 4.6 thì là khá là tốt rồi, tại vì bản chất là nhiều bô mạch chủ ở dòng tầm 4 triệu rưỡi tới điểm trước, khi mà BIOS nó chưa khắc phục nhá, chạy 4.7 với 9.9K đang còn căng, còn căng đấy, chạy rất là mệt. Trong khi đó nặng. Đây nhá, đây là một con, có nghĩa là BIOS của nó đã chưa chính thức này, con CPU của nó cũng chưa chính thức luôn này, mà nó có thể cầm được cả 10x4x6, thì mình thấy con TUF, con Z490 TUF là một con rất đáng để các bạn lựa chọn mà nó đang chạy ngay bên cạnh cái, này. Cái việc mà Dũng chạy có thể là báo không được lên 5.12 thì có thể là do BIOS. BIOS nó chưa tối ưu. Cho nên là trong trường hợp này phải cần thêm thời gian để bọn mình có thể là test nhiều, sau đó trao đổi các kết quả. Đây này các bạn, nó đang ở ngay bên cạnh đấy. Các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Thì không phải tự nhiên là mình không mang con này ra show các bạn xem đâu, mà nó đang cắm con 10.900 và nó đang chạy. Đó. Thì về CPU mình chưa muốn nói đến nhiều, và sau ngày 20 tháng 5 á, sau ngày 20 tháng 5 mình sẽ làm tiếp cho anh em một cái talk show nữa, đấy chính là show hiệu năng này, show nhiệt độ này, tất cả những trải nghiệm của mình về con 10.900 này, nói chung là tất cả trải nghiệm của mình về bo máy chủ của tất cả các hãng luôn, tất cả các hãng từ ASRock, MSI, Gigabyte thì mùng 3 này mình sẽ nhận, thì tất cả các hãng đều được mình cầm đây rồi, chỉ có là Asus thì gửi cho mình sớm nên là mình trải nghiệm nhiều thôi. Đó, nhưng mà sau ngày 20 tháng 5 mình sẽ có một cái talk show nữa nói về trải cảm nhận của mình về bo máy chủ Z490 của tất cả các hãng, không chỉ một mình Asus. Asus là do mình được trải nghiệm sớm, nhưng mà sau ngày 20 tháng 5 mình sẽ có hiệu năng của Intel Z490 này, rồi thêm cả tất cả các hãng, thì Z490 của hãng nào là ok nhất cũng như là đáng để các bạn mua nhất. Mình quên mất là chưa nói thêm một cái đoạn nữa là mình với Dũng là ký NDA từ hãng. Đây là cái điều khoản không được phép tiết lộ sản phẩm thông tin trước cái thời hạn mà được Intel hoặc là bất kỳ nhà sản xuất nào yêu cầu. Vì nếu mà tiết lộ ra thì các bạn biết là cái việc mà bọn mình bị phạt lên tới bao nhiêu không ạ? $1 triệu. Vâng, $1 triệu. Nếu bọn mình vi phạm cái lệnh NDA này từ Intel. Cho nên là chắc chắn là bọn mình không dám tiết lộ, hoặc có chăng có tiết lộ cũng chỉ là những cái tin đồn. Ai tin thì tin, không tin thôi. Cho nên là có những trường hợp là như các bạn, nếu mà các bạn làm việc với hãng với nhau ấy, có những trường hợp gọi là hãng đã từng, như ASRock đã từng bị Intel cảnh cáo vì tội leak main board ra sớm hoặc là bán ra trước thời hạn mà Intel cho phép.
vì mình với anh Tiến là đều ký hết rồi, mình nghĩa với lại là không là không phải tự nhiên là mình sợ bị phạt đâu, mà là do mình ký rồi, mình ký với cả tất cả các hãng rồi. Phải ký NDA gửi email cho bên vụ. Đấy. Cho nên là không được phép, cho nên đúng 8 giờ ngày hôm nay bọn mình mới được phép xuất hàng ra. Còn nếu không mà để lộ ra cái là chết. Mất triệu đô ấy nhá, tiền đâu là 20 mấy tỷ. Anh Tiến lương tháng 1000 đô này, mình lương tháng 8 triệu, không biết bao giờ mới được. 1000 đô x3 là gì? Chi ra 3 là đúng. Ê, còn rồi. Có vấn đề gì nữa nhỉ? Còn gì đâu? Z490 nói rồi này, Intel thế hệ thứ 10 nói rồi này. Còn gì không? Còn nãy giờ câu hỏi gì không? Nãy giờ thực ra là comment thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề là về Intel và cũng như là BOM máy chủ thôi, thì mình và anh Tiến cũng đã trả lời hết rồi. Thực tế là anh Tiến anh nãy giờ không đọc comment, nhưng mà mình kiểu như mình có đọc comment, thế nên là mình cũng lái được rồi. Mình thì không đọc được nhiều comment tại vì là máy ngồi ấy, mọi người thông cảm thôi. Tại vì có nhiều cái comment nó trôi quá mình không đọc được. Nếu mà anh em có vấn đề gì là mình xin phép là được giải đáp sau. Đúng rồi. Sao? Còn câu hỏi gì nữa? Không, em bảo nếu mà các bạn muốn hỏi đáp nhiều hơn thì anh em có thể tham gia cái group những kẻ đam mê công nghệ nhá. Ở trong này vui lắm anh em ạ. Đặc biệt là nghe mình tàu hài vui lắm. Rồi rồi rồi, để mình check xem. Ra cái group những kẻ đam mê công nghệ nhá. Cơ bản là không check, mình cũng không đứng đấy. Còn đây, đây, câu hỏi đây. Gì? Check câu em hỏi thấy gì? Có một câu hỏi rất là hay. Câu đấy chính gì? Là của bạn Happy Elephant, bạn có bảo đấy chứ là ủa, Fay là 8 cộng 0, thế Fay ở đâu để dành cho EaglePew? Đấy chính là nó tắt luôn EaglePew các bạn ạ. Không. Cái này là, mọi như mình nói là về mặt kỹ thuật, thì như mình giải thích, đây. 8 cộng, mọi người nên nhớ là 8 cộng 0 là cho CPU về core. Còn mạch VRM thiết kế riêng cho, đây là cái cụm mạch VRM thiết kế riêng này cho VCC, IO và VCC, SA. Tức là nó liên quan đến EGPU đấy nha. Không, nhưng mà đây là ASUS anh ạ, nhưng mà với của MSI và Giga nó tắt luôn đấy. Không, anh, không bật được mà. Không phải, tùy vào cái thiết kế bộ mạch chủ, ví dụ như con bộ mạch chủ ấy, nó không đúng rồi. Không cho dùng, có nghĩa là, em hiểu chưa? Không, có nghĩa là nãy giờ anh em mình đang nói ở đây, đấy chính là cái phần này, nó là 16 phây. Nhưng mà nó đang còn ở đây nữa, chứ không phải là nó đã hết rồi. Em hiểu không? Tức là phây này là cho CPU VCore nhá, mình đã nói ngay từ đầu buổi livestream. Thì đây, như mọi người biết, đây là cái cụm mạch VRM này. Đây là hình chữ U. Đây là phần bên dưới này là dành cho VCCU và VCOSA. Nếu mọi người không biết mạch, và đây là cụm mạch dành cho memory. Với nếu bạn nào mà biết về kỹ thuật thì không nói, còn đây là cụm hình chữ U, thì là cái khu vực này là từ đây là dành cho zin cho CPU để khiến CPU thôi. Cho nên là tại sao mình nói về mặt kỹ thuật mình nói rất là nhanh. Nhưng mà anh em cũng phải nhớ với mình một điều nhá, đấy chính là có thể là ASUS vẫn sẽ nhả chúng ta bởi vì nó còn một cái cụm này. Nhưng mà nhiều ngày xưa nhá, con Z390 Aorus Ultimate là con đấy đã cắt luôn cái phần EGPU rồi. Rồi con Z390 Godlike là cũng cắt luôn phần EGPU mà chỉ để phây để dành cho cấp điện cho CPU thôi. Thế nên là anh em phải nhìn thật kỹ. Và những anh em nào đang cần tính năng Intel Quicksync thì anh em cũng phải để kỹ. Và anh em nên cẩn thận, nếu không là sẽ không có đâu. Còn câu hỏi gì nữa? Em check xem. À, đặc biệt là mình quên chưa nói là bộ mạch chủ Asus cũng sử dụng cái các dòng cao cấp Maximus đều sử dụng cả clan là đến từ Melvo, tức là 10 gigabit trên dây nhé, Aquantia. Đây là cả clan cho băng thông truyền tải lên 10 gigabit trên dây và một cái băng thông, một cái cả clan rất là cao cấp. Và bô mạch chủ bên dưới, bô mạch chủ này vì nó chạy rất là nóng nên bên trong bô mạch chủ này sẽ có một cái cụm heat sink chỉ dành riêng ở mạch bên dưới mạch VRM này cho cái cả clan 10 gigabit trên dây đây. Và bên phía đây con IC điều khiển, con chip điều khiển bên dưới sẽ không có heat sink ấy. Khả năng là Z490 Maximus Extreme và Formula sẽ không có EGPU thật. Bởi vì đây này. Đây cổng xuất hiện nhưng không mà cổng xuất hiện nhưng mà nếu mà cổng tai C và nếu mà nó ấy được thì là Nhưng mà không, bởi vì cái tai C ở đây không phải là tai C DisplayPort. Thì đây thì nó thông qua cổng Thunderbolt bên này này. Anh đang xem xét là nếu mà trường hợp nó cái này thì để em test. Và em phải test thì đây, cái mạch VRM nó vẫn là chia ra thành hai phase cho VCO, hai phase cho VCSA. Còn cái cụm này vẫn thế. Thế anh vẫn đấy cái phần mạch này này, nhưng mà nó vẫn thiết kế mạch như này.
và quan trọng là thằng BIOS nó khiến nếu mà tại vì là bất kể CPU nào nó cũng có eGPU i3 đến i9 đều có mà. Cho nên là nó buộc lòng nó phải có. Có nghĩa là cái này thì mai mình đi du lịch, mốt mình đi du lịch thì thôi để mùng 3 mình về, sau đó mình sẽ cắm mấy con này vào mình test cho anh em xem là mà nó có bị tắt hay là không. Và thực tế là mình thấy trước rồi con Godline nó bị tắt một lần rồi, Ultimate nó cũng bị tắt rồi. Thế nên là mình không biết con này nó có bị tắt hay là không, thế nên là cũng phải test đã. Còn gì nữa? Còn gì đâu anh em. Thực ra 11 giờ mình phải lên xe về quê rồi. Tối hôm nay đến đây đấy anh em. Thôi như vậy là tại vì bọn mình sẽ có những cái bài unbox và review chi tiết về các cái bộ mạch chủ Asus đến từ Asus, Gigabyte, MSI hay ASRock. Thì mọi người có thể vào các cái trang tin hoặc là các cái diễn đàn cũng như các group về công nghệ thì sẽ có những cái bài viết đánh giá này thực tế. Nói chung là trong buổi talk show ngày hôm nay thì mình chỉ sâu ra những cái cơ bản mà mọi người cần thắc mắc thôi. Mình sẽ làm rất nhiều video về Z490 trong thời gian gần đây. Mình sẽ nói luôn với các bạn đấy chính là sẽ rất nhiều video về Z490. Thế nên là anh em cứ lót dép mà hóng thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ phải dọn đồ để mà đi về quê. Thôi, còn giờ anh phải về với vợ với con với vợ cho target chỉ nấy thôi. Ở đây chỉ có mỗi sếp Cường này là thích về mấy giờ thì về này. Anh Tiến là về không vợ đánh này. Mình về quê không muộn xe này. Một lần nữa cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi talk show giới thiệu bộ mạch chủ Z490 Asus và Intel thế hệ thứ 10. Thì trong quá trình mà trao đổi có gì thiếu sót thì cũng rất là mong mọi người thông cảm. Và hy vọng được gặp và giao lưu với mọi người trong các cái buổi talk show lần sau. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.